Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi di chuyển về Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và đây là thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, quê hương của chúng tôi. Hôm nay ngày 10 tháng 3, ngày giỗ tổ. Và dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày 10 tháng 3 thì về. Và chúc mọi người đi thăm đền Hùng giỗ tổ được vui vẻ. Trấn Đồng Văn giáp danh với lại Phú Xuyên, Hà Nội. Xin chào các bạn, tôi đến nhà một trong những bạn rất trẻ 9X, bạn Tùng tại Guột, Phú Xuyên, Hà Nội. Và tôi đi tham quan thì bạn trẻ này mới vào chơi thôi nhưng mà có rất nhiều những phôi khá đẹp. Tuy nhiên thì tôi chưa đặt máy quay và hôm nay thì anh dẫn tôi ra xử lý trước cái phôi này và tôi sẽ ghi hình gửi đến quý vị các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi trên kênh Văn Thái Chân Sự, sẽ có rất nhiều những video để phục vụ quý vị và các bạn. Đây, bạn này là bạn Tùng nha, 9X. Rất đam mê, bạn mới tham gia cây một tháng nhưng mà đã có tới khoảng trên chục chậu khá đẹp rồi. Và đây là cái phôi xanh lá đẹp. Tôi sẽ xử lý cái phôi này, các bạn cùng xem. Vì công việc của tôi rất bận, nhưng cái phôi này do anh đào lên và máy múc nó làm xước nên tôi phải làm trước. Còn những cây mà trên chậu rồi thì chúng ta có thể lui lại được, nên tôi sẽ làm sau. Chúng ta cùng theo dõi từ đầu. Chờ anh tí. Thế là chúng tôi phải dọn đi rất nhiều rễ các bạn nhá, để cho nó lộ ra sau bắt đầu mới quyết định nhét cắt. Anh à, cháu đang làm cái cây củ cây to đấy, từ giờ đến chiều rảnh cũng làm xuống đây chơi xem. Vâng, từ giờ đến chiều hay hoặc ngày mai được. Cháu đang làm cái cây to ấy, từ giờ đến chiều với ngày mai chú rảnh cũng làm xuống xem. Cây khủng lắm. Rồi, đúng rồi, cháu cầm. Đấy, chú không muốn ấy, rảnh. Từ chiều sau khi dọn bớt đi rồi thì chúng ta sẽ chọn mặt trơn và tôi sẽ chọn mặt đằng kia. Đây là mặt đằng sau rồi các bạn nhé. Mặt này chúng ta sẽ chọn mặt chơi. Phía trên nó đang có rất nhiều đầu, nhiều dữ liệu, chúng ta có thể cắt.
cắt luôn cái đoạn này đi. Đấy, đây tầm đấy. Dính, dính, dính. Đấy, cưa cọ.
thấy là những cái rễ mà khi mà múc lên nó sẽ rất là bị sập. Nhiều người thì là thường là múc cây về cái là rồng xong mà tưới ngay thì nước với lại bẩn nó sẽ đọng vào các cái đầu rễ này và nó sẽ thối và thậm chí nó làm nó chết cây các bạn nhé. Còn chúng ta cắt gọt sạch sẽ, chúng ta che nắng vệ sinh sạch sẽ là ok, không có vấn đề gì, thấy cực khỏe luôn. Bây giờ thì cái rễ non này tao cắt đi để cho nó ra cái cốt và nó sẽ già cốt hơn. Thank you.
này dâm được cái gì anh chụp à? Chụp này đẹp đấy. Ba chạm được. Cắt nhưng vẫn là đề phòng, đang có chương trình, một là ngũ lão, hai là chuyển ba vai. Tuy nhiên thì ba vai thì cái khả năng nó sẽ hơi mỏng mình, rồi tiếp tục phải lọc dần các bạn nhé. Các bạn đang nhìn chúng tôi hiện nay đang có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đầu. Và những cái phần tre thì chúng tôi cắt. Cái thân này cũng khả năng chúng tôi sẽ cắt để lấy cái đường truyền chạy ra đây. Cái thân này cũng cắt bởi vì nó gần với cái thân này quá thì nó sẽ được chia đều ra. Tôi sẽ chọn lọc ra 5. Phần dưới này có một con rễ nó che mất cái cốt này. Cũng rất khả năng sẽ bị cắt. Đây các bạn thấy là cái cốt ở bên trong. Đó. Cái cốt ở bên trong nó nhũn, nó xịn hơn. Con rễ này cũng khả năng sẽ được cắt đi. Bởi vì bệ nó vẫn còn, khi mà cắt cái rễ này đi các bạn nhé thì nó vẫn còn cái chân móng ở đây. Đây. Đó, cái móng bệ nó ở trong này. Nó xịn hơn, sâu cây hơn. Đây anh em đang. Và còn hai cái ngọn đằng sau thì khả năng tôi sẽ lấy cái ở giữa vì nó đang có một cái điểm truyền rồi. Đây là sơ lược để dự tính sẽ cắt như vậy. Và thời lượng video khá dài, tôi xin kết thúc video 1 ở đây. Các bạn nhớ theo dõi video thứ 2 vào ngày mai. Còn video này sẽ được phát sóng tối nay. Tại nhà bạn đây. Bạn Tùng 9X. Đúng 9X luôn. Tại Vượt Phú Xuyên nhé, Hà Nội. Bạn mới tham gia nhưng mà rất tích cực, chơi luôn một con khủng này. Ngoài ra thì có khoảng chục, trên dưới chục xanh chất chậu rất khá đẹp. Ok, kết thúc cảm ơn các bạn theo dõi. Chúc các bạn một ngày nghỉ
dịp lễ Tổ Hùng Vương thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại video thứ hai kết thúc ngày mai. Cảm ơn các bạn.